Như cái dãy nhà này là trước biển. Đây nè, băng qua đây là biển. Đó, đẹp chưa? Đó. Đó. Đây là cái khu nhà giàu. Khu nhà giàu, cái dãy nhà này trước biển. Mấy cái nhà này mắc à nha. 6 tới 10 triệu. Đây cảnh biển. Hôm nay mình lại đi chơi ở cái biển dốc đèo. Ở chỗ này thì không có ăn uống, muốn ăn uống thì ở trên khúc trên, chỗ săn cỏ có bạc, có chỗ để nướng barbecue, có restroom, có phòng tắm. chìm bài. Ô, một cặp luôn, nó bài một cặp luôn đó. Hai con chim bay một cặp luôn.
trời luôn. Nhà này là trước cửa biển nè, trước biển đẹp lắm. Mỗi nhà một kiểu rất là đẹp. Chiếc máy bay sắp sửa hạ xuống đó. Nãy giờ mình thấy khoảng 1 phút là có chiếc máy bay bay tới, chừng 1 phút mà, tại vì sân bay Sydney cũng ở gần đây. Máy bay bay chậm 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 để mà đáp xuống sân bay Sydney.